Nhà Trắng đã xác nhận rằng Canada đã yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ trong việc cung cấp vaccine COVID-19. Nhưng thư ký báo chí là bà Jen Psaki chỉ nói rằng họ đang xem xét yêu cầu này, chứ không phải liệu chính quyền Tổng thống Biden có đồng ý hay không. Bà Psaki lặp lại những gì bà đã nói trong nhiều tuần, rằng ưu tiên của Tổng thống Joe Biden là bảo đảm mọi người Mỹ đều được tiêm phòng trước. Bà nói rằng Hoa Kỳ vẫn đang trong cuộc chiến chống lại COVID-19 và việc đối phó với cuộc khủng hoảng trong nước vẫn là công việc ưu tiên. Bà Psaki cũng cho biết Nhà Trắng hiểu tầm quan trọng của việc bảo đảm nhiều người trên khắp thế giới có thể tiêm phòng để kiểm soát đại dịch. Một báo cáo của Bloomberg News cho thấy Canada và Mexico sẽ đứng đầu danh sách của Hoa Kỳ khi đến thời điểm bắt đầu chia sẻ vaccine. Sự sụt giảm trong số ca nhập viện COVID-19 và tử vong trên toàn quốc Canada bắt đầu chững lại. Bác sĩ sức khỏe cộng đồng hàng đầu của Canada cho biết sự sụt giảm trên toàn quốc về số ca nhập viện và tử vong đang bắt đầu chững lại. Tiến sĩ Theresa Tam cho biết dữ liệu của tỉnh và vùng lãnh thổ cho thấy trung bình có 2.048 người mắc COVID-19 đang được điều trị tại các bệnh viện Canada mỗi ngày trong khoảng thời gian 7 ngày, kết thúc vào ngày hôm qua. Hiện có 550 người đang ở trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt. Trung bình thì có 31 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 được báo cáo mỗi ngày. Bà Tam cũng đã cảnh báo trong những ngày gần đây rằng số ca nhiễm COVID-19 trung bình hàng ngày hiện đang gia tăng trở lại trên toàn quốc. Tỷ lệ lây nhiễm cao nhất ở những người trong độ tuổi từ 20 đến 39 và những người này có thể lây lan sang các nhóm dân cư dễ bị tổn thương hơn. Một nhóm các nhà khoa học tư vấn cho chính phủ Ontario kiến nghị nên mang vaccine trực tiếp vào các tòa nhà có đông người cao niên để bảo vệ những người có nhiều khả năng phải nhập viện hoặc tử vong do virus. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư, bản tư vấn khoa học của tỉnh đã xác định có 489 tòa nhà như vậy ở Toronto, bao gồm hơn 250 tòa nhà ở các khu vực có tỷ lệ COVID-19 cao nhất. Thành phố Toronto và vùng Peel khuyến nghị tiếp tục ở tình trạng đóng cửa, có thể có những thay đổi trong các hạn chế đối với các sự kiện ngoài trời. Thành phố Toronto sẽ không chuyển sang vùng màu đỏ trong khuôn khổ COVID-19 của Ontario, mà thay vào đó sẽ yêu cầu tỉnh sửa đổi các quy tắc đối với một số hoạt động ngoài trời. Tỉnh bang sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc mở cửa trở lại của Toronto, nhưng các quan chức Ontario thường tuân theo lời khuyên của đơn vị y tế công cộng. Không rõ ngay lập tức những thay đổi đó sẽ bao gồm những gì, nhưng trong cuộc họp báo vào thứ Tư hôm nay, các quan chức thành phố đã đề cập đến việc ăn uống ngoài trời và tập thể dục. Tiến sĩ Eileen Davila, giám đốc y tế của thành phố, cho biết sẽ có một cuộc thảo luận về những thay đổi tiềm năng. Các quan chức thành phố cũng xác nhận chương trình Cafe Teal, vốn đã chứng kiến số lượng nhà hàng và quán bar ngoài trời gia tăng đáng kể, sẽ không hoạt động cho đến đầu tháng 5. Những nhà hàng có không gian sân hiên và giấy phép có thể mở cửa sớm hơn nếu tỉnh cho phép thay đổi. Tin tức này được đưa ra khi thành phố chứng kiến 576 ca bệnh mới ở Toronto. Thành phố cũng khai trương 3 điểm tiêm chủng đại trà mới và tiếp tục kêu gọi những người sinh năm 1941 trở về trước, tức là từ 80 tuổi trở lên, nên đặt lịch hẹn tiêm vaccine. Bác sĩ Davila cho biết bà sẽ không ngần ngại thắt chặt luật lệ một lần nữa nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn và áp lực lên hệ thống y tế gia tăng. Ngay bây giờ thì dữ liệu đang cho thấy sự gia tăng số ca nhập viện, một phần là do các biến thể đáng lo ngại. Bà Davila cho biết những thay đổi sẽ thận trọng và từ từ khi đại dịch tiếp tục, và việc nới lỏng các quy định sẽ yêu cầu mọi người phải nghiêm túc hơn với các biện pháp như đeo khẩu trang. Vùng Peel, bao gồm thành phố Mississauga, Brampton và Caledon cũng đang có các cuộc thảo luận tương tự. Tỉnh Ontario thường thông báo thay đổi trong khuôn khổ phản ứng COVID-19 vào các ngày thứ Sáu. Sau đây là cập nhật nhanh về tình hình COVID-19 trên khắp Canada và thế giới. Cuộc đua trên toàn thế giới để giành quyền kiểm soát coronavirus và mở rộng việc triển khai vaccine vẫn đang tiếp diễn, khi các quốc gia đang vật lộn với cách tiến hành sử dụng mũi tiêm vaccine AstraZeneca như thế nào. Một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã đình chỉ việc triển khai loại vaccine do Đại học Oxford và AstraZeneca phát triển này. Nhưng cơ quan quản lý của Vương quốc Anh cho biết
không có bằng chứng về mối liên hệ giữa các báo cáo về các trường hợp máu đông và vaccine. Tại Anh, hôm thứ Tư, Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông sẽ được chủng ngừa rất sớm với mũi tiêm AstraZeneca Oxford này. Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh cho biết quốc gia này đã tiêm liều vaccine đầu tiên cho 25 triệu người lớn. Tại Pháp, Pháp là một trong những quốc gia đã đình chỉ việc tiêm vaccine AstraZeneca trong khi chờ quyết định từ cơ quan dược phẩm châu Âu là cơ quan EMA. Thủ tướng Jean Castex cho biết ông muốn tăng cường niềm tin vào vaccine AstraZeneca bằng cách sẽ tiêm ngay khi chính phủ cho phép sử dụng lại nó. Ở tuổi 55 và không có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn nào, nói đúng ra thì Thủ tướng Castex không nằm trong số các nhóm đủ điều kiện tiêm chủng ở Pháp, nơi đang ưu tiên tiêm cho những người dễ bị tổn thương nhất. Thủ tướng Castex nói rằng ông muốn chứng minh cho đồng bào của mình rằng tiêm chủng là cánh cửa thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Cũng vào thứ Tư, Bộ trưởng Y tế nước Ý Roberto Speranza cho biết các nước châu Âu, bao gồm cả ông, đang hy vọng rằng cơ quan EMA vào thứ Năm sẽ cung cấp những lời giải thích và cam đoan cần thiết để có thể tiếp tục sử dụng vaccine coronavirus AstraZeneca. Ý là một trong số các quốc gia trong những ngày gần đây đã tạm ngừng tiêm vaccine AstraZeneca. Cho đến nay, chỉ dưới 10% dân số nước Ý đã được tiêm ít nhất một liều vaccine. Trong khi đó, thì các quan chức y tế Tây Ban Nha cho biết họ đang điều tra thêm 2 trường hợp phản ứng bất lợi ở những người đã tiêm vaccine AstraZeneca. Công ty AstraZeneca vào hôm Chủ nhật cho biết, một cuộc đánh giá dữ liệu an toàn đã không cho thấy bằng chứng về việc tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Trong một tuyên bố đưa ra vào thứ Tư hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về an toàn vaccine của họ đang xem xét dữ liệu mới nhất về sản phẩm AstraZeneca. Những phát hiện đó sẽ được công bố cho công chúng khi quá trình xem xét hoàn tất. Hiện tại, tuyên bố cho biết Cơ quan Y tế Toàn cầu cho rằng lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ và khuyến cáo nên tiếp tục tiêm chủng. Cơ quan có trụ sở tại Geneva này cho biết trong các chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn, việc các quốc gia báo hiệu các tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm chủng là thông lệ. Tổ chức WHO cho biết những tác dụng ngoại ý đó không nhất thiết phải liên quan đến bản thân vaccine, nhưng đó là thực tiễn tốt để điều tra chúng. Và thứ Tư hôm nay, Ấn Độ cũng cho biết chiến dịch tiêm chủng coronavirus của họ sẽ tiếp tục, bất chấp một số lo ngại ở châu Âu về tính an toàn của vaccine AstraZeneca mà nước này phụ thuộc vào rất nhiều khi tình trạng nhiễm trùng tại quốc gia này đang tăng cao trong 3 tháng. Các cơ quan quản lý của Brazil và Úc vẫn duy trì khuyến nghị tiếp tục triển khai vaccine AstraZeneca. Tại Canada, tính đến tối ngày 17 tháng 3, Canada báo cáo thêm 3.374 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 919.239. Trong số đó có 31.518 ca còn bệnh, hơn 865.000 ca đã hồi phục. Số ca tử vong hiện là 22.554. Cho đến nay, có hơn 3,3 triệu liều vaccine đã được tiêm trên khắp Canada tính đến ngày hôm nay. Nhưng Giám đốc Y tế Công cộng Tiến sĩ Theresa Tam cho biết, hồi chuông cảnh báo đang vang lên rằng đợt sóng COVID-19 đang tấn công Canada. Tại tỉnh Ontario, các quan chức y tế đã báo cáo thêm 1.508 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm 14 ca tử vong. Số ca nhập viện là 741 ca, với 300 ca đang được chăm sóc đặc biệt. Các ca nhiễm mới bao gồm 542 ca ở Toronto, 253 ở vùng Peel và 107 ở vùng York. Tại thành phố Toronto, các nhân viên y tế sáng nay tại 3 điểm tiêm chủng hàng loạt đã tiêm vaccine COVID-19 cho người dân từ 80 tuổi trở lên. Các trạm y tế bổ sung năng lực đáng kể cho chiến dịch tiêm chủng của tỉnh. Tổng cộng có 290.659 người ở Ontario hiện đã được tiêm cả 2 mũi vaccine, theo Bộ Y tế. Vùng York cho biết những cư dân sinh năm 1946 trở về trước, tức là từ 75 tuổi trở lên, có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine bắt đầu từ 8:30 sáng thứ Năm, ngày 18 tháng 3. Vùng York cho biết ngày và giờ của phòng khám khác nhau ở mỗi địa điểm và khuyên bạn nên truy cập trực tuyến trang web của vùng York để kiểm tra chi tiết về phòng khám. Người dân có thể đặt lịch hẹn tiêm chủng COVID-19 trực tuyến hoặc qua điện thoại. Số điện thoại là 1877 464
9675. Tại Quebec, các quan chức y tế báo cáo thêm 703 ca nhiễm mới và thêm 13 ca tử vong. Số ca nhập viện đứng ở mức 532 người, với 107 người đồng khoa hồi sức tích cực. Tình hình ở thành phố Montreal đã được cải thiện, nhưng Giám đốc Y tế Công cộng là tiến sĩ Mylene Drouin cảnh báo người dân không nên tụ tập trước viễn cảnh về một đợt gia tăng khác như trường hợp đang diễn ra ở tỉnh Ontario. Bà cho biết dự kiến sẽ có làn sóng COVID-19 thứ ba, nhưng hoãn được việc đó càng lâu càng tốt vì sẽ có nhiều người được chủng ngừa hơn. Tỉnh British Columbia báo cáo thêm 498 ca mắc mới và 4 ca tử vong. Cho đến nay, 444.140 người đã nhận được một liều vaccine COVID-19, với trên 87.000 trong số đó đã nhận được liều thứ hai. Tỉnh Alberta báo cáo thêm 479 ca nhiễm mới, 50 ca liên quan đến các biến thể của virus và thêm 4 ca tử vong. Tiến sĩ Dini Hinshaw, Giám đốc Y tế của tỉnh, cho biết khoảng 397.500 liều vaccine đã được tiêm cho đến nay. Những người sinh năm 1954 hoặc sớm hơn, tức là 67 tuổi trở lên, sẽ được phép đặt lịch hẹn bắt đầu từ 8 giờ sáng thứ Năm, cũng như những người thuộc nhóm bản địa sinh trước năm 1969. Tại các tỉnh Thảo Nguyên, Prairie, Manitoba báo cáo thêm 96 ca nhiễm mới. Tỉnh sẽ không sử dụng vaccine AstraZeneca cho người 65 tuổi trở lên như hướng dẫn của cơ quan NACI. Người dân hiện có thể đặt lịch hẹn tiêm vaccine coronavirus thông qua hệ thống trực tuyến ra mắt hôm nay. Độ tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine đã giảm xuống 73 tuổi trở lên đối với dân số nói chung và 53 tuổi trở lên đối với người dân bản địa. Tỉnh Saskatchewan báo cáo 87 ca nhiễm mới cùng với 1 ca tử vong. Cho đến nay, tổng số 112.764 mũi tiêm đã được thực hiện tại tỉnh. Ở khu vực Đại Tây Dương Canada, Newfoundland và Prince Edward Island không có ca bệnh mới nào. Nova Scotia báo cáo 2 ca nhiễm mới, trong khi New Brunswick báo cáo 1 ca nhiễm ở vùng Edmonton. Trong khi đó, tính đến sáng sớm thứ Tư, đã có hơn 120.700.000 trường hợp nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới, với trên 68.400 triệu trong số đó được liệt kê đã hồi phục, theo công cụ theo dõi COVID-19 của Đại học Johns Hopkins. Số người tử vong trên toàn cầu là hơn 2,6 triệu người. Úc cho biết họ sẽ gửi 8.000 vaccine cho nước láng giềng phía Bắc để đáp ứng yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho lực lượng y tế nhỏ của quốc gia này gồm 5.000 y tá và bác sĩ của nước này. Úc cũng đang yêu cầu Liên minh châu Âu gửi 1 triệu liều vaccine AstraZeneca mà nước này mua được cho Papua New Guinea. Chính phủ Philippines đã quyết định tạm thời cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài và giới hạn mức nhập cảnh của những người Philippines trở về tại sân bay quốc tế của Manila ở mức 1.500 người mỗi ngày vì nước này đang phải vật lộn để ngăn chặn sự gia tăng đáng báo động của bệnh nhiễm trùng coronavirus. Philippines đã báo cáo hơn 631.300 trường hợp COVID-19 được xác nhận, với trên 12.000 trường hợp tử vong, cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia. Tại châu Mỹ, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo rằng đất nước có thể không đạt được mục tiêu nới lỏng các hạn chế COVID-19 vào kỳ nghỉ lễ ngày độc lập vào mùa hè, nếu mọi người không tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Lưu ý rằng việc tiêm chủng vẫn sẽ được tiến hành. Tôi sẽ không thể đáp ứng thời hạn ngày 4 tháng 7, trừ khi mọi người lắng nghe, đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách, vì không phải tất cả mọi người vào ngày 4 tháng 7 đều đã được tiêm phòng. Ông nói với chương trình Good Morning America của ABC News trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào thứ Tư hôm nay.